lộ nội dung bức thư của kẻ giết chủ nợ, đốt xác phi tang, gửi đến gia đình nạn nhân. Triệt phá đường dây môi giới mại dâm của đôi tình nhân trẻ. Gã trai làm giả sổ đỏ, lừa hàng tỷ đồng từ việc bán đất ảo. Người đàn ông tử vong trong chiếc xe bán tải đỗ ở bệnh viện. Nam thanh niên rơi từ tầng cao trung cư tại Hà Nội. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin trên kênh YouTube Dân Việt, cập nhật những thông tin mới nhất về tình an ninh trật tự trên cả nước. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin xoay quanh câu chuyện băng nhóm đường Nghệ và đàn em đã bị xét xử về hành vi bảo kê mai táng. Tuy là trợ thủ đắc lực gây ra nhiều vụ việc chấn động ở Thái Bình, nhưng con nuôi của đường nhuệ trong phiên xét xử lại có hành động bất ngờ. Tại phiên tòa, Tiến Trắng lại lật mặt, liên tục tố cha mẹ nuôi bội bạc cố tình hãm hại mình và xin nhận luôn 20 năm tù mà không cần bảo chữa. Đang chú ý, trong các buổi xét xử, dù từng là tay chân thân tín của vợ chồng Đường Nhuệ, nhưng Tiền Trắng lại lên tiếng tố ngược bố mẹ nuôi, tệ bạc và khẳng định chỉ nhận là con nuôi cho ai. Tôi chẳng nợ nần gì ông bà ấy cả, chỉ có ông bà ấy nợ tôi, bùi mạnh tiền nhấn mạnh tại tòa. Bị cáo Tiến cũng đồng thời từ chối luật sư bào chữa cho mình tại phiên tòa. Tôi xin tòa xử 20 năm và không tranh luận gì thêm. Tiên trắng gay gắt tại tòa, bất chấp thẩm phán chủ tọa phiên tòa cắt lời, yêu cầu giữ bình tĩnh nói ngắn gọn. Tại phiên tòa này, tiến không thừa nhận vai trò chủ mưu của mình trong vụ chém tài xế xe khách tổn thương 44% sức khỏe. Theo lời khai, bị cáo chỉ đi cùng Phạm Văn Sáng, sinh năm 1991, thường trú tại xã Minh Quang, Vũ Thư tới nhà bị hại Trần Ngọc Hoàng, sinh năm 1983, trú tại xã Vũ Tiến, Vũ Thư, nhưng không chém ai mà chỉ đứng bên ngoài. Trước đó, công an xác định Tiến là người đại diện công ty Đường Dương đứng ra giải quyết các mâu thuẫn liên quan dịch vụ tăng lễ ở Thái Bình. Bùi Mạnh Tiến, người được coi là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường, là tác giả của nhiều vụ việc trần động. Những vụ việc này đã không được khởi tố hoặc hoãn thi hành án. Chỉ đến khi Đường Nhuệ bị bắt, những hành vi côn đồ của Tiến Trắng mới được xử lý thích đáng. Thưa quý vị, trong một phiên xét xử khác cũng được nhiều người chú ý tới vừa qua kẻ ác giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang ở Hải Dương. Cao Tài Năng trong phiên xét xử đã đọc bức thư do chính mình viết để gửi tới gia đình nạn nhân. Mới đây, hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo Cao Tài Năng, 40 tuổi, mức án tử hình về tội giết người, trung thân về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt, tổng hình phạt là tử hình. Tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Mừng, 38 tuổi, vợ bị cáo Năng, 3 năm 6 tháng tù về tội xâm phạm thi thể hài cốt, và 3 năm tù về tội che giấu tội phạm. Tổng hình phạt là 6 năm 6 tháng tù. Tại phần xét xử, luật sư của bị cáo Cao Tài Năng đã đọc bức thư mà bị cáo gửi tới gia đình bị hại. Bức thư có nội dung Gửi tới hương hồn anh DCC, đến cha, mẹ, vợ và các con, anh em một tâm hồn tội lỗi, một con người lệch lạc. Kính thưa hai bác, cháu biết tội ác cháu gây ra đã để lại nỗi đau to lớn cho gia đình mình. Cháu đã cướp đi mạng sống của người con trai hiếu thảo của bác người chồng, người cha mẫu mực của chị và các cháu bằng hành vi đề hèn, khốn nạn. Hàng nghìn lời xin lỗi lúc này cũng không làm xoa dịu sự mất mát to lớn này và cháu không xứng đáng được tha thứ. Những tháng ngày gian vặt, nỗi đau dày vò bắt buộc cháu phải viết. Cháu mong hương hồn anh siêu độ, mong hai bác khỏe mạnh, bình an, mong chị và các cháu an nhiên. Cháu xin nhận những lời chửi rủa, oán trách, cháu không dám xin tha thứ." Tội của cháu sẽ bị pháp luật nghiêm minh trừng trị, sự dày vò, nỗi ẩn hận sẽ theo cháu suốt cuộc đời này. Cháu xin lấy tuổi sống của mình để mang lại bình an cho gia đình bác. Em trăm nghìn lần xin lỗi chị và các cháu, em cầu mong linh hồn anh siêu độ. Theo tài năng chia sẻ khi ở trong trại tạm giam, bị cáo cảm thấy nhớ con nên nghĩ đến việc bố mẹ anh C cũng nhớ con. Chính vì thế, Năng đã chủ động viết thư xin lỗi gia đình nạn nhân và khai ra vợ mình bao che cho chồng. Cựu chủ tịch thành phố Trà Vinh, ông Diệp Văn Thạnh cùng nhiều đồng bọn khác mới đây đã bị cáo buộc đã ban hành văn bản trái quy định để có đất, lợi dụng chính sách để làm hồ sơ hợp thức hóa cho chủ đất, hưởng lợi gây thất thoát hơn 69 tỷ đồng. Trong sáng ngày hôm nay, tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xử sơ thẩm vụ cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, Diệp Văn Thạnh cùng 16 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch tại tòa cũng được thực hiện rất nghiêm ngặt. Theo đó, trước khi vào cổng tòa, những người liên quan phải tiến hành khai báo y tế bằng cách quét mã QR. An ninh khu vực tòa cũng được thắt chặt. Cáo trạng quy kết, bị cáo Thạnh đã ban hành văn bản trái với quyết định 118 của Thủ tướng và thông tư 30 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét để hỗ trợ người có công với cách mạng, cải thiện nhà ở. Tổng cộng, ông Thạnh và ông Sơn đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất 704 hồ sơ, với số tiền miễn giảm gần 120 tỷ đồng. Trong đó có 313 hồ sơ miễn giảm sai, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 69 tỷ đồng. Mới đây, Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ Hoàng Thị Ngọc và Đàm Minh Hậu, đôi tình nhân trẻ do hành vi môi giới mại dâm. Theo đó, qua điều tra, lực lượng công an tỉnh Cao Bằng đang tiến hành bắt giữ Hoàng Thị Ngọc, sinh năm 2000, trú tại xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, và Đàm Minh Hậu, sinh năm 1990, trú tại tổ 3, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, do có hành vi môi giới mại dâm. Khi kiểm tra nhà nghỉ HH tại tổ 4, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, công an tỉnh phát hiện và bắt quả tang NVL, sinh năm 1984, trú tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, và TTM, sinh năm 1996, trú tại phương Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, có hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Ngọc và Hậu có quan hệ tình cảm với nhau và cùng thuê lại nhà nghỉ HH để bán nước giải khát và cho gái bán dâm ngồi chờ khách mua dâm. Sau mỗi lần môi giới thành công, Ngọc sẽ thu từ gái bán dâm số tiền 50.000 đồng đến 400.000 đồng trên một lần bán dâm. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, các đối tượng đã nhiều lần tổ chức môi giới cho gái mại dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Ca Bang, tỉnh Ca Bang, phục vụ khách mua dâm, trong đó có 3 cô gái chưa đủ 16 tuổi. Vụ việc trên vẫn đang được công an làm rõ và xử lý. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi đến quý vị sự việc mới đây tại khu chung cư Stella Garden Thanh Xuân. Để biết, một số cư dân sống tại đây đã bị chủ đầu tư cắt nước, chặn không cho xe xuống hầm. Sự việc này đã gây náo loạn, mất trật tự xã hội khu chung cư. Ghi nhận trên địa bàn quận Thanh Xuân, tại chung cư Stella Garden, 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, do công ty cổ phần xây dựng Quang Minh làm chủ đầu tư. Thời gian gần đây đã xảy ra bất đồng trong việc thu phí dịch vụ, các chủ hộ không đóng tiền phí dịch vụ, bị chủ đầu tư sử dụng biện pháp cắt nước, còn phía cư dân căng băng rôn, khẩu hiệu lên án chủ đầu tư để đấu tranh đòi quyền lợi dẫn đến những căng thẳng, mất an ninh trật tự xã hội tại địa bàn. Cụ thể, liên tiếp trong các ngày vừa qua, Ban Quản lý Tòa nhà đã lần lượt cắt nước của các hộ dân để gây sức ép. Đỉnh điểm căng thẳng khi cư dân tòa nhà xuống sảnh trước cửa tòa nhà căng băng rôn phản đối chủ đầu tư. Theo ghi nhận tại thời điểm đó, xuất hiện cánh xe lam treo băng rôn khẩu hiệu phản đối chủ đầu tư. Cũng thời điểm này cũng xuất hiện những người làm mặt có thái độ giàn mặt cánh xe lam và một số cư dân gây ủn tắc, mất trật tự xã hội. Chỉ đến khi lực lượng công an phường Thanh Xuân Trung có mặt can thiệp, đám đông mới giải tán. Vừa qua, công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Vĩnh Kỳ, 29 tuổi trú tại tổ 5, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên tới 3,8 tỷ đồng. Cụ thể, theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Đặng Vĩnh Kỳ sở hữu hai thửa đất tại tổ 5, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang. Thửa đất thứ nhất có diện tích 238,9 m2. Kỳ đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Hà Giang thửa đất thứ hai có diện tích 56,6 m2, kỳ đã bán cho người khác. Trước khi thế chấp và bán đất, kỳ đã chụp ảnh và photo hai giấy chứng nhận quyền sử dụng hai thửa đất trên. Cuối tháng 2 năm 2020, kỳ này sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người mua. Theo công an, thông qua mạng xã hội, kỳ tìm mối thuê người làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu ảnh do kỳ cung cấp với giá 11 triệu đồng rồi cất giữ trong nhà. Đến tháng 4 năm 2021, Kỳ mua một thửa đất của ông Lộc Tiến Dê, sinh năm 1975, ở tổ 9, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, với số tiền 1,825 tỷ đồng. Kỳ trả trước một phần tiền và nợ lại 1 tỷ đồng, hứa sau 10 ngày sẽ trả. Sau đó, Kỳ dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để gán trừ nợ cho ông Dương với giá 1,9 tỷ đồng và nhận tiếp của ông Dê 900 triệu đồng cuối tháng 4 năm 2021, Kỳ lại dùng tài khoản Facebook Vĩnh Kỳ chào bán thửa đất diện tích 56,6m2 cho bà Nguyễn Thị Hát, 29 tuổi, trú tại tổ 2 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, với giá 1,9 tỷ đồng. Tháng 8 năm 2021, ông Dê và bà Hát mang hồ sơ mua bán đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, đề nghị đăng ký biến động quyền sử dụng đất thì phát hiện các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do kỳ cung cấp nghi có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã trình báo cơ quan công an để điều tra xử lý. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Mới đây, lãnh đạo bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, bảo vệ bệnh viện này vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong chiếc xe bán tải đậu ở sân bệnh viện. Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 18 tháng 11, bảo vệ bệnh viện đến kiểm tra chiếc xe bán tải mang biển số 73, đậu ở bệnh viện thì phát hiện một người đàn ông nằm gục bên trong xe. Khi mở cửa ra, mọi người mới hốt hoảng khi người này đã tử vong từ trước. Khi đưa nạn nhân xuống khỏi xe, thi thể nạn nhân đã cứng và đang trong tư thế ngồi ghế lái, hai tay vòng trước vô lăng. Nhận được tin báo, công an thành phố Vinh lập tức có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, trước đó vào chiều ngày 17 tháng 11, Người đàn ông này chờ một người phụ nữ đến thăm bệnh nhân trong bệnh viện. Đến chiều ngày 18 tháng 11, mọi người mới phát hiện người đàn ông đã chết trong xe ô tô. Được biết, nạn nhân đã ngoài 30 tuổi, quê ở huyện Thanh Trương, Nghệ An. Gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi và xin đưa về quê mai táng, nên hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ việc. Ngày 19 tháng 11, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1971, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào ngày 8 tháng 11, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của chị T, sinh năm 1989, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, về việc chị bị một người phụ nữ thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2021, chị gặp một đối tượng nữ giới thiệu tên là Hoa Sơn. Đối tượng này nói chị T có vong theo và tự giới thiệu bản thân có khả năng giúp chị T cắt vong với chi phí 125 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, chị T đồng ý chi phí để cắt vong khoảng 25 triệu đồng rồi chuyển tiền cho đối tượng. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng đến chỗ làm của chị T để đưa chị đi làm lễ. Trên đường đi, đối tượng tiếp tục lừa chị T đưa thêm một số tiền để mua đồ lễ và lừa đưa chiếc điện thoại hiệu iPhone 11 Pro Max cho đối tượng với lý do điện thoại chị T đang dùng phạm úy. Khi đến chợ Thanh Hà, đối tượng di chuyển vào chợ để mua đồ và bảo chị T đứng ngoài đợi. Không thấy đối tượng xuất hiện và liên lạc thì không được. Biết bản thân bị lừa nên chị T đã đến cơ quan công an để trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng Hoa Sơn, tên thật là Nguyễn Thị Hà. Tại cơ quan công an, đối tượng Hà khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Hiện công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Mới đây vào lúc nửa đêm, tại trung cư HUD3 thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, người dân nghe thấy tiếng động lớn từ khu vực quán cà phê ở chân đế tòa nhà. Tới kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Cụ thể, sau khi nghe tiếng động lớn từ khu vực chân tòa nhà, người dân tới kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường Hoàng Liệt cho biết, nạn nhân được xác định là DTH, sinh năm 1991, trú tại Thường Tín, Hà Nội. Nạn nhân tử vong trong tình trạng gãy cánh tay phải, biến dạng hai chân, không còn khả năng cứu chữa. Các nhân viên y tế sau đó đã xét nghiệm COVID-19 cho nạn nhân theo quy định. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an quận Hoàng Mai tiến hành điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trên đây là những thông tin về tình an ninh trật tự, chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Kênh YouTube Dân Việt sẽ tiếp tục mang đến những thông tin mới nhất, nóng nhất trên cả nước. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.